Hi, xin chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với Bin Gà Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả bạn ca khúc đang rất là hot trên TikTok, đó chính là ca khúc Drama nhưng mà remix. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy không hiểu ở điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và sớm giải đáp thắc mắc nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ đặt tay qua như thế này. 1, 2 và 3. Bùm, chắc. Đưa phần tay lên, lật lại và kéo and quay. Quay trở về, đồng thời là tay của mình sẽ ốp xuống như thế này. Hất phần vai nhẹ lên. Ok, mình đến làm lần nữa chậm nha. 5, 6, 7, đi. Bùm, chắc, chắc, bùm, bùm, chắc. Đặt, em kéo và hất chân trái lên. Quay trở về, vòng tay ra và hất phần vai nhẹ lên. Sau đó mọi người sẽ đặt tay bên phải dựng lên như thế này, tay trái kéo ngang, phần chân trái của mình sẽ đồng thời dở lên và quay trở về. Tay bên phải của mình từ dưới mình vòng lên như thế này và quay. Ok, và đặt xuống, bùm bùm, hất and kéo ngang. Và có chữ drama là mình sẽ thả cảm giác nhẹ ha. Ok, mình đến lại một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ học bài tiếp theo nha. 5, 6, 7, đi. Bùm, sắc, em, bùm, sắc. Đặt và kéo, em, hấp. Quay trở về, em, hấp vai. Và bùm, sắc, bùm, bùm, hấp. Tay, tay, lên, xuống, kéo và quay. Sau đó mọi người sẽ làm lại giống như trong một tay góc. Drama, ma, ma, ma. Và xoay, lật, and lật. Sau đó là hai vòng tay của mình sẽ kéo ngang thẳng lên. Đồng thời phần chân của mình sẽ là đưa lên và kéo chân phải về. Rút từng tay và từng chân của mình sẽ đưa ra tương ứng lên. Sau đó mọi người sẽ đóng phần ngực lại một cái, phần ngực của mình. Rồi sau đó mọi người giống như là động tác thở ra, mình sẽ nhả động tác ra ha. Bùm, and tay tay mình làm lại giống như hồi nãy nhưng mà mình chỉ đặt thôi. Tay tay cúi đầu, hất là phần tay của mình sẽ là đặt. Em vòng qua. Tay bên trái sẽ để đằng sau, tay bên phải vòng lên đằng trước. Tiếp tục, tay bên trái sẽ đổi lên đằng trước, tay bên phải sẽ vòng ra đằng sau. Sau đó mình đặt lên trên và lặp lại động tác cuối cùng. Ok, cái đoạn này sẽ hơi nhanh nha, cho nên mọi người sẽ để ý nè. 1, 2, 3, 4, mở. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến làm từ nữa, sau đó chúng ta sẽ ghép nhịp với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8. Bùm, 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 bùm. Hấp, em. Đặt và kéo. Quay, quay về. Hấp vai lên. Bùm, xoay, em. Hấp, tay, tay lên xuống kéo. Drama, drama, ma, ma, ma. I bring drama, ma, ma, ma. Tùm, tùm, chà, chà. Hấp, tay tay đặt, em, bung qua. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái tập luyện nha. Xong vũ đạo cực hot ở trên TikTok rồi thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể học được nha. Nếu có yêu cầu về bài hát mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và sớm thực hiện video dạy dễ nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh YouTube cũng như là like và share cho video này giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả bạn vào những video sau. Bye bye.